Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 9 tháng 11 năm 2020. Hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có nhiều những mặt hàng lan đẹp, hoa Tết để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Với cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo thì sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo ạ. Với cước phí này thì sẽ được áp dụng cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cái lô kiều vuông cánh trắng nhé. Kiều vuông cánh trắng này cô chú anh chị mình có thể kích hoa để nó nở đúng vào thời điểm Tết luôn. Hiện tại thì những cái thân hoa này, những cái mắt nụ đã bắt đầu là sưng rồi, bởi vì năm nay là năm nhuận thì em nghĩ rằng là hoa sẽ rất là sớm. Kiều vuông cánh trắng thì em xin phép được bán với giá là 180.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Năm nay thì thực sự là kiều vuông cánh trắng giá rất là rẻ, bởi vì dạo trước đây thôi thì cái giá bình thường là từ 200 cho 200 là rẻ nhất rồi, lên đến 220, 240 là bình thường. Hiện tại thì giá nó rất là rẻ, cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình dòng lan đẹp ạ. 240.000 cho 180.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị này, hàng đẹp nhá. Rồi bên này đây là hoàng thảo vảy rồng ạ, với những cái vảy dề vảy rồng thân rất là chắc khỏe, dòng lan có sức sống rất là mãnh liệt luôn. Vảy rồng em bán với giá là 110.000 cho 1 kg hoàng thảo vảy rồng. Bên này là dáng hương đuôi chồn. Dáng hương đuôi chồn này thì em bán với giá là 170.000 cho 1 kg. Và riêng dòng dáng hương đuôi chồn này thì tất cả những cái rễ này thì bây giờ hiện tại là nó khô như vậy nhá. Và đợi cô chú anh chị về ghép thì nó sẽ lên những cái mầm rễ non mới ạ. Và cô chú anh chị biết rằng hàng rất là tươi, xanh và đẹp như vậy này. 170.000 cho 1 kg. Và bên này đây là dòng long tu xuân. Long tu xuân thì thời điểm bây giờ là đã thắt hết ngọn và xuống lá rồi, nên là cô chú anh chị mua ấy thời điểm bây giờ là rất là lợi cân. Và cái thứ hai nữa là đúng cái thời điểm ghép tuyệt vời nhất trong năm nhé. Long tu xuân thì em bán với giá là hôm nay 200.000 cho 1 kg. Cái long tu xuân cũng vậy, bây giờ đang vào đầu mùa, nhà vườn người ta chưa vào giống nhiều, nên là cái hàng long tu xuân này giá bây giờ rất là rẻ. Chứ bình thường như những năm ngoái thì không biết là năm nay giá nó có đội lên không, nhưng như năm ngoái thì giá giao thì đã 180, 190 cho 1 kg rồi đấy ạ. Đó, thì ở đây em sẽ bán 200.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Dòng lan dễ thuần dễ chăm. Và bên này đây là em có cái hoàng thảo điện biên đông. Toàn là những cái hàng dề và tất cả đều là những cái thân tơ như thế này này. Hàng thì với những cái bông hoa vàng nó rất là to luôn ạ. Với những chùm dề như thế này thì cô chú anh chị mua chắc chỉ 100 cho đến hơn 100 một xíu đổ lại thôi. Thì cô chú anh chị đã có một giò rất là to đẹp rồi. Điện biên đông 250.000 cho 1 kg. Rồi tiếp theo bên này đây là dòng hoàng thảo hoàng lạp xanh mướt mắt luôn. Cô chú anh chị có thể nhìn những giả hành căng bóng, tròn xoe, chắc và rất là khỏe luôn như thế này cô chú anh chị này. Đó, hoàng thảo hoàng lạp em xin phép được bán với giá là 120.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Còn bên này là giáng hương tam bảo sắc, dòng hương mà có mùi hương cực kỳ là quyến rũ luôn. Đây là dòng giáng hương tam bảo sắc Tây Bắc, nên là sẽ không đẹp như là cái hàng Lào ạ. Tuy nhiên thì dễ thuần dễ chăm, mà cũng mặt hoa của tam bảo sắc Tây Bắc cũng rất là được nhiều người ưa chuộng nhé. Tam bảo sắc Tây Bắc em bán với giá là 140.000 cho 1 kg, em sẽ bán xô ạ. Và bên này là em có long tu đá nhé. Long tu đá 120.000 cho 1 kg. Và bên này thì em còn có một ít trúc Phật Bà. Trúc Phật Bà này, lô trúc Phật Bà này em bán thanh lý nốt đi. Bình thường em bán là 480 cho 1 kg, chỗ này chắc phải hơn một nửa kg, em bán 150.000 nốt cho lô này. Và một cái combo gồm có phần hoàng thảo nghệ tâm này, chỗ này cô chú anh chị làm một giò đẹp luôn. Và bên này là cái chỗ gì nhỉ? Hoàng thảo u lồi cũng rất là đẹp, nhiều thân tơ lắm cô chú anh chị này. Đã, cây này thân tơ này thì hơi gãy đầu ngọn đi một xíu thôi, nhưng mà thoải mái cô chú anh chị chơi hoa luôn ạ, mầm đẹp. Cái combo này em sẽ bán 100.000 nhá. Đó, hai loại lan rất là đẹp. Bên này là hoàng phi hạc xanh mướt mắt luôn, thân căng bóng khỏe luôn này cô chú anh chị này. Đó, thân rất là căng khỏe, chuẩn bị chờ hoa xuân hết rồi ạ. Hoàng phi hạc em bán với giá là 130.000 cho 1 kg. Và bên này đây thì em có cái dòng lan là thạch hộc tía nhá, một loại lan, một vị thuốc cũng rất là quý. Nếu như nói về dược liệu, nó là một trong 7 loại dược liệu quý giá nhất và nhiều công dụng nhất đấy ạ.
thay hộp tía 320.000 trong 1 kg. Cô chú anh chị mình chỉ lấy khoảng tầm 0,3 cho đến 0,5 là cũng đã có một cái giò để rất là đẹp để sưu tầm rồi. Nói chung em theo em thì đây là một dòng lan rất là đáng sưu tầm. Trước đây cái giá của thạch hộp tía là 1 kg lên phải lên đến vài triệu. Cô chú anh chị có thể lên Google để biết về cái giá trị rất là thực tế của cái dòng thạch hộp tía này. Chỉ cần search lên là thạch hộp tía là sẽ ra rất là nhiều những cái công dụng tuyệt vời của nó. 320.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Rồi bên này đây là em có cái dòng lan cát lai a, dòng lan cát một lá, dòng hoa đại cô chú anh chị nhá, dòng hoa đại. Và một chậu như vậy thì cũng có rất là nhiều giả hành luôn này cô chú anh chị này, rất là nhiều những cái giả hành luôn ạ. Và dòng lan cát lai a cắt một lá, dòng hoa đại như thế này, một chậu nhiều giả hành như thế này, em chỉ bán với giá là 110.000 cho một chậu thôi. Đó, 110.000 cho một chậu dòng lan dễ thuần, dễ chăm, hoa to, bền và rất là thơm luôn. Đó. Cô chú anh chị này, một trong những dòng lan mà có bông hoa rất là to, nó được mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan bởi vì cái sắc đẹp của nó. Và dòng này thì hoa xổ số, nhưng cô chú anh chị lấy màu sắc nào thì nó cũng sẽ rất là đẹp luôn đấy ạ. Rồi bên này đây thì em có cái dòng lan mà dòng kiếm nhá, hàng gieo hạt tại Việt Nam với những cái bông kiếm đột biến ở rừng ạ. Đây là cái dòng lan kiếm ma thuật nhá. Kiếm ma thuật với dòng lan kiếm có hoa cánh vàng và lưỡi đỏ đẹp một cách mê hoặc luôn. Kiếm ma thuật 160.000 cho một chậu, đây là hàng thuần tại Việt Nam trên 200 năm hết rồi đấy ạ. Và bên này là dòng lan kiếm Hoàng Long này. Kiếm Hoàng Long là cũng một chậu như vậy sẽ có hai tép ạ. Có thể có tép to to, tép nhỏ nhá cô chú anh chị. Và kiếm Hoàng Long cũng là một cái dòng kiếm mà có màu hoa rất là đẹp, cô chú anh chị biết rồi. Em bán kiếm Hoàng Long 150.000 cho một chậu kiếm Hoàng Long ạ. Và bên này đây là dòng lan Hồ Điệp nhá, dòng lan Hồ Điệp hoa đại. Dòng này cô chú anh chị mình có thể chơi hoa Tết nhá. Bởi vì ở đây thì có những cây, những cái ngồng nụ của nó rất là cao rồi. Có những cây thì ngồng nụ thấp hơn một xíu. Tuy nhiên thì cô chú anh chị biết rằng là những cái cây hồ điệp này, cái độ bền của hoa là trên 2 tháng ạ, trên 2 tháng. Nên đến Tết cô chú anh chị mình vẫn có thể có những cái bông hoa hồ điệp rất là đẹp để cô chú anh chị chơi. Đó, với những cái ngồng hoa như thế này. Tất cả mỗi một cây thì đều có hai cái ngồng hoa to đùng luôn cô chú anh chị này. Đó, chậu rất là to, rất là đẹp. Chỉ cần ngắm cái ngồng nụ không đã cảm thấy mê rồi. Một chậu là hai ngồng nụ nhé cô chú anh chị. Đó, tất cả mỗi một cây thì đều hai ngồng nụ chi chít như thế này. Và ở đây thì em sẽ có rất là nhiều những cái màu sắc để cô chú anh chị có thể lựa chọn, đều là những cái màu sắc đẹp ạ. Thứ nhất là màu trắng cánh chớp ạ, trắng chớp này. Thứ hai là màu trắng lưỡi đỏ. Ba là màu tím. Bốn là cái màu má hồng ạ. Rất là xinh luôn này. Và màu đỏ ạ. Màu xanh cốm này, rất là tuyệt vời luôn. Đó, những cái màu sắc rất là đẹp như thế này cô chú anh chị này. Những cái cây hồ điệp hoa đại với những ngồng hoa vươn rất là cao và to đùng, một cây hai ngồng hoa quá đẹp như thế này. Em xin phép được bán một chậu hồ điệp như thế này với giá là 70.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. 70.000 cho một chậu hai ngồng hoa. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em sẽ để với giá là 65.000 cho một chậu thôi. Và những cây hồ điệp này thì với những cây hai ngồng hoa như thế này, nếu như cô chú anh chị mình mà mua vào cái thời điểm Tết thì không rơi dưới 150.000 là không có hàng đâu cô chú anh chị ạ. Và bên này đây là những cái cây vanda, những cái cây vanda nụ đều là đang nụ rất là đẹp luôn cô chú anh chị, về là được thưởng thức hoa luôn này. Đó, những cây vanda lá xếp rất là xinh, tất cả là đều đang nụ. Và mỗi một cây thì đều dài trên cao trên 20 cm hết rồi, rất là đẹp luôn ạ. Em bán một chậu như vậy là 150.000 nhá. Dòng vanda này cũng dễ thuần dễ chăm và hoa thì độ to của nó phải tầm 10 cm và cũng rất là bền ạ. Và ở đây thì em có một phần kiếm hồng hoàng, kiếm hồng hoàng, lô kiếm hồng hoàng này em bán nốt 50.000 nhá. Và bên này đây sẽ là những cái giò giả hạc Pháp rất là xinh đẹp luôn. Những cái giò giả hạc Pháp để cô chú anh chị mình có thể chơi hoa Tết ạ. Và một giò như vậy thì số thân của nó sẽ rơi vào từ 5 cho đến 7 thân nhá. 5 cho đến 7 thân. Và một giò như vậy đủ cô chú anh chị mình có một cái giò hoa chơi Tết thật là xinh. Trang trí ở góc nhà trong phòng khách rất là đẹp luôn rồi. Em bán một giò giả hạc Pháp như vậy, hàng ươm kỳ ạ, với giá em bán là 190.000 cho một giò này. Đó, 190.000 cho một giò. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy là cây thân rất là khỏe khoắn. Dòng giả hạc Pháp này về mình chơi hoa xong rồi thoải mái nhân kỳ nhá. Dòng này thì rất là dễ thuần dễ chăm mà hoa đẹp và dòng lan rất là giá trị, chưa bao giờ hết giá trị của nó. Chưa bao giờ cái giá trị của nó giảm xuống. Đó. Bên này đây là những cái cốc dendro, những cái chậu dendro xuân để cô chú chị mình chơi hoa Tết này. Những chậu dendro xuân ạ. Một chậu đen đô xuân này như vậy thì nó thường là sẽ có một thân to mập khỏe và một thân ngắn hơn nhé cô chú anh chị. Đó. Và một cốc đen đô xuân như thế này thì em xin phép được bán với giá là 100.000 cho một chậu.
100.000 cho một chậu đen Đô Xuân ạ. Hàng này thì hoa cũng độ bền trên 2 tháng và sắc hoa thì rất là đẹp luôn. Cái dòng đen Đô Xuân này thì ở đây là bọn em nhập cái hàng mà nhập trực tiếp nên là ở nhà vườn nên là cái giá của nó rất là cạnh tranh. Bởi vì em thấy là nếu như qua những cái mối khác, như qua những cái mối buôn thì cái giá bình thường mà người ta giao lẻ ra giá của nó đã từ 90 cho đến 100 nghìn cho một cây hàng xỉ rồi cô chú anh chị ạ. Nên là chắc chắn là không bao giờ có những cây này. Em đã có những cái ý định là bán từ rất là lâu rồi, tuy nhiên cái giá của nó quá là đắt đỏ nên không lấy được. Hàng này thì em nhập trực tiếp được lô như vậy nên là giá của nó rất là nhẹ nhàng. Cô chú anh chị mua sưu tầm cho mình những cái chậu đen Đô Xuân để chơi hoa nhé. Cô chú anh chị chỉ 100 nghìn cho một chậu thôi. Đấy, em dám khẳng định rằng những cái chậu cao và đẹp như thế này, tươi giói chơi hoa Tết như thế này thì cô chú anh chị không kiếm đâu cái chậu nó rơi dưới 100 nghìn đâu ạ. 100 nghìn cho một chậu. Rồi tiếp theo sang bên này là em có dòng lan kiếm. Dòng lan kiếm này thì đây là dòng kiếm Thái nhé. Dòng kiếm Thái được tạo giống từ cây kiếm mà có mặt, có cái bản lá khoảng tầm 4-5 sen ạ. Và ngoài ra thì cái mặt bông kiếm, hoa kiếm của nó cũng rất là đẹp luôn. Đây cô chú anh chị này, cây này thì không chưa có lớn lắm nhưng cái lá của nó đã ngắn và cũng cảm thấy rất là to rồi. Rồi cô chú anh chị mình cùng ngắm này, đây là cái mặt hoa của nó. Đây là dòng lan kiếm mà đẹp từ thân lá cho đến đẹp từ mặt hoa nhé. Nó là dòng lan kiếm được tạo giống từ cây kiếm có mặt hoa cánh vàng lưỡi đỏ và cánh vàng lưỡi trắng ạ. Và một chậu kiếm như thế này thì em xin nhắc lại với giá em bán là 140.000 cho một chậu nhé. Hứa hẹn sẽ là một cây kiếm vừa đẹp từ thân lá đến hoa. Tiếp theo bên này sẽ là những cái loại lan mà em đã chia ra theo từng hình. Có những cái dòng lan hiện tại đang nụ rất là đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị. Em xin phép được giới thiệu từ những hình đầu tiên trở đi. Trước tiên sẽ là một số hình phi điệp tím của hàng rừng vùng Cao Bằng để cô chú anh chị sưu tầm ạ. Một vùng miền được coi là đẹp từ thân lá đến hoa cô chú anh chị nhé. Nếu những hàng thân nụ thì phải nói là siêu đẹp luôn. Em có hình số 1 với giá 220.000 đó. Những hàng thân lá của hàng Việt Nam với hàng Cao Bằng ạ, với những cái cây đẹp, hàng thân nụ thì chắc chắn là sẽ không làm cô chú anh chị thất vọng khi mà cô chú anh chị chăm những cái cây hoa của rừng vùng Cao Bằng ạ. Hình số 1 220 cô chú anh chị nhé để sưu tầm ạ. Hình số 2 130.000 hai kiến rất là to. Hình số 3 là một con cực nù luôn cô chú anh chị này, một con cực nù luôn. Hình số 3 này em bán với giá 250.000 ạ. Và hình số 4 này cũng là một con rất là nù, 150.000 nhá. Hình số 6 cũng là một con nù như vậy ạ, 170.000. Hình số 6 hai con kiến nù này với giá 120.000. Hình số 7 180.000 cho một con nù này. Hình số 9 là 100.000 thôi. Đó. Và hình số 10 là một cái dề gồm có hai cái mầm, hai cái thân rất là to và đẹp luôn. Hai thân rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Cực kỳ là to và đẹp luôn. Hình này em xin phép được bán với giá là 1 triệu cho hai thân này, rất là đẹp ạ. Và tiếp theo là hình số 10. Hình số 10 này là một cũng là một con kiến nù này cô chú anh chị này. Một con kiến nù như vậy em bán 130.000. Đấy, tiếp theo sau bên này sẽ là những cái dề Hoàng Thảo Điện Biên Đông thì em có bán hàng cân và cả bán những cái dề này nữa. Cô chú anh chị có thể chọn cho mình những dề đẹp ạ. Hình số 1 với giá 100.000 thôi này cô chú anh chị. 100.000 cho dề này chi chít là những cái thân hoa không đếm xuể luôn. Hình tiếp theo hình số 2 cũng thế. Hình số 2 180.000 thì dề này sẽ rất là to. Hình tiếp theo hình số 3 140.000 ạ. Hình số 4 100.000 và hình số 5 là 90.000 thôi cô chú anh chị nhá. 90.000 cô chú anh chị cũng có thể có một khóm rất là đẹp rồi. Đây này. Đó, cái dề bên này là 100.000 rất là to luôn. Hình tiếp theo bên này em có những cái hình hạc vĩ thiên cung lự bố ạ. Và đây là hạc mặt hoa của dòng hạc vĩ thiên cung lự bố nhé cô chú anh chị. Hạc vĩ thiên cung lự bố này thì cây của nó sẽ không thể nào to như cái hạc vĩ hàng Tây Bắc đâu ạ. Tuy nhiên thì cái mặt hoa của nó thì rất là giá trị, sắc tím hồng rất là tuyệt vời luôn. Mà bông hoa của nó thì cánh bầu tròn và rất là đẹp. Nói chung là hàng rừng thì không thể nào so sánh nổi luôn. Hàng này thì nên là khi mà cô chú anh chị nhận hàng nhé thì phải biết rằng cái hàng của nó là không có thân, không có lớn. Nhưng mà hoa thì rất là giá trị và rất là đẹp. Em có hình số 16. Hình số 16 này em bán với giá là 160.000. Ở đây thì nếu như 1-2 năm trước khi mà em bán hàng nhập ở Thái về, một thân khoảng tầm 3-40 cent thôi đã rơi đến hơn 100.000 cho một thân rồi. Đấy là em nói rất là thực tế bởi vì em đã bán. Thế nhưng mà đây là những cái hàng hoàn toàn ở của Việt Nam mình nhân giống và cái giá thì rất là rẻ như thế này cô chú anh chị này. Hình 16 160.000 ạ. Hình 17 với giá là 160.000 này. Hình 18 với giá cũng 160.000 ạ. Và bên này thì em có hai cái giò cáo. Hai giò cáo nguyên bản nhé, cây lá xếp V rất là đẹp luôn. Đó, hình số 19 là hai ngọn cáo, hai giò cáo nguyên bản lá xếp này. Hai cây đều xếp V rất là xinh luôn.
Đây nhá. Và hình cáo này em xin phép được bán với giá là 150.000. Và bên này đây là hình số 20, là một cái giò vanda lá xếp. Mỗi một cây như thế này đang chi chít là nụ luôn cô chú anh chị này. Đây cô chú anh chị nhìn vào cái khe lá của nó. Hàng vanda mùa này, vanda rừng mùa này là nó đang nụ rồi đây cô chú anh chị này. Đó, rất là nhiều nụ luôn nhá. À, cái giò vanda này nó có tất cả là 4 thân ạ. 4 thân lá xếp rất là đẹp như thế này. Giò này em xin phép được bán với giá là 140.000 cho hình 20. Và hình 20, đây là hình 20A. Cũng là một giò vanda, một ngọn xếp duy nhất và cũng đang chi chít là nụ luôn. Đây nhá, cô chú anh chị nhìn khe kẽ lá của nó. Dạ. Em soi vào kẽ lá này, nụ đang tầm tầm như thế này. Đấy. Đang tầm tầm như này, về chơi hoa quá đẹp luôn. Hình này em bán với giá là 40.000 cho cái giò này này. Rồi tiếp theo là một phần vanda rất là nhiều luôn này. Cái lô vanda rất là nhiều này thì em bán cả lô này với giá là 50.000 ạ. Với cô chú anh chị tự ghép nhé. Và bên này là một cái phần vanda mà cây khá là lớn. Và cũng là hàng lá xếp, cây đang nụ rất là đẹp luôn. Đó, toàn bộ cái lô vanda hình số 22 này em bán với giá 60.000. Và lô vanda 23 cũng thế, cũng là một cái phần vanda lá xếp đẹp. Hình này em bán cũng với giá là hình 23 60.000. Và hình 24 nhá, hình 24 này em cũng bán 60.000 cho cái lô vanda này. Đó, tất cả cái vanda mùa này là đều đang nhú nụ hết rồi. Hình tiếp theo là hình số 25. Hình số 25 cái lô này em bán 50.000. Và sang bên này là hình 26 sẽ là những cái giò hoàng thảo vôi bắc với cái mặt hoa tím lịm luôn. Đây là mặt hoa của dòng vôi bắc mà nở thực tế tại vườn đây cô chú anh chị nhá. Nó không phải là nhạt màu như hoa vôi Lào mà hoa của nó sẽ tím đậm đà và ngoài ra thì cái mùi hương của nó rất là thơm luôn. Khi em có hình 26 này em bán với giá là 170.000 ạ. Và hình tiếp theo hình 27 150.000 thôi. Và hình 28 là 150.000. Và hình 29 là 160.000 này. Hình tiếp theo hình số 30 150.000. Hình số 31 với giá là 170.000. Hình số 32 cũng 150.000. Và hình số 33 cũng 150.000. Đó, với số tiền không có lớn nhưng mà cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình với giò vôi với mặt hoa rất là đẹp luôn. Hình tiếp theo, hình số 34 160.000 ạ. Hình số 35 150.000. Hình số 36 với giá 150.000, hình 37 với giá cũng 150.000 và hình 38 160.000 nhá. Và ngoài ra thì em có rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan. Chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan có Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp này. B1 Thái 40.000 cho một lọ. Và B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Super Thai 85.000 cho một lọ này. Keo liền da Mỹ Tiến với giá là 35.000 40.000 cho một lọ nhé. Keo liền da Sẹo Đen với giá là 50.000 cho một lọ. Và cái Captan đặc trị thổ nhũn của Thái với giá là 35.000 cho một lọ. Siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ này. Ba loại phân bón NPK dành cho ba giai đoạn phát triển của cây hàng bón phân bón lá với giá là 30.000 cho một lọ. Và ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát cũng dành cho ba giai đoạn phát triển của cây đồng giá em cũng bán 30.000 cho một lọ. Và cái bả sen em bán 20.000 cho một gói. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm rất là hữu hiệu 20.000 cho một gói này. Và một hộp rất là to luôn, khối lượng lên đến 1 kg với giá là 130.000 cho một hộp này. Em có thêm bả sen kim kim bum cũng là dòng đặc trị thối nhũn nhá, với giá em bán là 25.000 cho một gói này. Em còn có thêm thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại cho cây trồng với giá em bán là 20.000 cho một gói. Và Atomic rất là nhiều tác dụng luôn, 10.000 cho một gói. Và duy đỏ với giá là 60.000 cho một đống, duy xanh 50.000 cho một đống ạ. Em có thêm vỏ thông phân dê đồng giá là 20.000 cho một kg và rêu rừng là 50.000 cho một kg nhé. Này, Atomic này rất là nhiều những cái công dụng luôn ạ. 20.000 cho một gói thôi cô chú anh chị này. Em còn có vẫn có sản phẩm đó chính là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt ạ. Mỗi một lọ như vậy em bán với giá là 40.000 cho một lọ. Có nhiều những cái tác dụng dược liệu rất là tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí mà giảm đau rất là hiệu quả luôn ạ. Đó, cái sản phẩm này thì nguyên liệu từ địa phương và sản xuất lại tại địa phương không qua trung gian luôn nên là rất là đảm bảo về chất lượng cũng như là giá thành. Cô chú anh chị có thể lên Google để search biết thêm về cái tác dụng dược liệu rất là tuyệt vời của dòng tinh dầu hồi này. Nó có tác dụng giảm đau mà khi mà cô chú anh chị sử dụng để giảm đau thì nó còn không gây nóng rát, cũng không gây cảm giác khó chịu như những cái loại dầu xoa khác. Đặc biệt là nó có cái mùi hương rất là dễ chịu, tạo cảm giác an thần rất là tuyệt vời. 40.000 cho một lọ thôi cô chú anh chị nhé.
em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở làm rừng nhà em ạ.